chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã đến buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Sườn Vũ xin kể với anh chị và các bạn một câu chuyện mà Sườn đã đúc kết từ cái bài khóa học giao tiếp và thuyết trình. Và hôm nay thì Sườn xin kể với anh chị và các bạn đó là câu chuyện kể về một người mù ở trên đất nước New York. Và người mù này đã viết trên một cái tấm biển là tôi là một người mù và xin mọi người hãy bố thí cho tôi. Và anh khi anh ngồi ở trên cái con phố đoạn đường New York này thì có từ sáng cho đến trưa không có ai bố thí cho anh ấy một cái đồng xu nào cả. Và khi mà tan ca thì có một người phụ nữ đã nhìn thấy và đọc cái tấm biển này của anh và mỉm cười lấy một chiếc bút ra và ghi với hàng chữ khác ở mặt đằng sau. Và từ khi bắt đầu mà người phụ nữ này đã ghi lại những cái từ ngữ ở trên đấy thì ngay lập tức những cái người qua đường đọc được thì đã bỏ ra cho anh ấy rất là nhiều những cái đồng xu và anh ấy rất là vui mừng. Và khi buổi tối mà người phụ nữ ấy lại đi ra và chào hỏi anh và cười với một nụ cười rất là tươi, và người mù này thì đã cảm ơn anh và tại sao chị lại có thể thay đổi được như vậy. Và người phụ nữ đã trả lời rằng rất là đơn giản thôi, đó là tôi đã viết những cái từ khẳng định lên tấm biển này. Và người mù ấy bảo là xin chị hãy đọc cho tôi nghe có được không ạ. Và rất là khi mà chúng ta thay đổi ngôn ngữ thì đã thay đổi, đó là chị ấy đã viết là hôm nay là một ngày rất là đẹp trời và tôi rất tiếc thì tôi đã không được nhìn thấy bầu trời đẹp đẽ như vậy. Và từ khi mà thay đổi cái dòng chữ đấy thì rất là nhiều những người đã đi qua và giúp đỡ người mù này. Đó, khi chúng ta nói chuyện bất kỳ một điều gì, chúng ta hãy luôn luôn dùng những từ khẳng định để chúng ta có thể thay đổi, và dùng những từ những điều tích cực để chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta, đúng không nào ạ? Và cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã lắng nghe và quan tâm đến những cái video của Sượt. Nếu các anh chị có muốn giao tiếp vào thuyết trình thay đổi, xin chào và hẹn gặp lại.